lịch thi đấu World Cup 2018 phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu nói trên, thủ môn 24 tuổi của Everton cho biết, tôi đã tự gây ra chấn thương cho mình. Do cảm thấy bực bội sau một pha bóng ở trận đấu với Thụy Điển, tôi định đấm mạnh xuống sân để giải tỏa nỗi bức bối. Tuy nhiên, do đấm trượt nên tôi đã làm đau cả đầu gối lẫn ngón tay mình. Lúc đó quả thực tôi có chút nóng giận, nhưng tôi là một người đàn ông chứ không phải con chuột nhắt. Tôi thấy ổn và chẳng có chuyện chấn thương vừa rồi khiến tôi không sống nổi đâu. Được hỏi về trận đấu sắp tới với DT Croatia ở bán kết World Cup 2018, Pickford cũng cho biết thêm, đó sẽ là trận đấu khác so với trận đấu hôm nay. Dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng không muốn trận nào DT Anh cũng phải giải quyết thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m. Nhiệm vụ của tôi là giúp đội bóng đứng vững bằng những pha cứu thua. Nếu chọn vị trí tốt thì tôi nghĩ mình luôn có cơ hội ngăn không cho bóng đi vào lưới. Cả tôi, SLV thủ môn và các thủ thành khác của DT Anh đều nỗ lực làm việc mỗi ngày để giúp nhiệm vụ cản phá bóng trở nên dễ dàng hơn. Vấn đề ở đây là thủ môn không những phải nhanh mà còn cần phải chọn vị trí hợp lý. Nên biết, để có được mỗi pha cứu thua vào hôm Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi phải thực hiện khoảng 600 pha cản phá.